Hello, xin chào anh em, chào Nguyễn Thường Bình. Anh em thấy nhìn cái background nó fail. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một cái line sản phẩm đến từ nhà nước Hoa rất nổi tiếng từ Pháp, đó là Coq Lăng. Và line này nó có tên là Coq Lăng Lôm Idea. Mình sẽ chia sẻ với anh em 5 điều mọi người cần nên biết về line nước Hoa này nếu như có anh em nào đang quyết định tìm hiểu và sở hữu mùi hương đến từ nhà nước Hoa Coq Lăng. Và nếu như có thể thì mình rất hy vọng các anh em có thể ủng hộ mình bằng một vài sản phẩm. Đường link thì mình để ở phần mô tả. Rất là cảm ơn các anh em. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay. Đó là 5 điều mọi người cần nên biết nếu như chúng ta đang quyết định tìm hiểu line sản phẩm Coq Lăng Lôm Idea. Ok, let's go. Điều đầu tiên mọi người cần nên biết rằng đây là một trong những line nước hoa có mùi hương rất là độc đáo và gần như không bị đụng hàng với các cái sản phẩm mùi hương phổ thông, hay thậm chí là cả so với niche hoặc indie. Cái điều này mình có thể với cái trải nghiệm mùi hương của mình có thể khẳng định với các anh em tầm khoảng từ 80 đến 90% với những cái mùi hương rất là độc đáo, ví dụ như là Coq Lăng Lôm Colonial, với sự kết hợp giữa hạnh nhân, giữa cam và chanh. Khi mà xịt mùi hương này, chúng ta sẽ có một cái cảm giác giống như một cái cuống của quả cam chúng ta hái ra và ngửi, rất là dễ chịu. Một trong những chai nước hoa rất là xuất sắc dành cho mùa hè. Hoặc là Lôm Idea EDT. Khi mà ngửi mùi hương này, chúng ta sẽ có một cái cảm giác giống như một chiếc bánh hạnh nhân ngọt ngậy, rất là dễ chịu, rất là thơm đó. Hoặc là EDP, sự kết hợp giữa cherry, da thuộc và tiêu hồng cay nồng, một cái mùi hương cũng rất là độc đáo. Do vậy, điều đầu tiên mình có thể khẳng định với các anh em rằng khi mà chúng ta sở hữu line sản phẩm Lôm Idea này thì điều đầu tiên chúng ta cũng sẽ sở hữu đó là sự độc đáo và không bị đụng mùi trong khoảng tầm từ 80 đến 90% theo cái kinh nghiệm của mình. Đấy là cái điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với anh em. Mùi hương độc đáo và ít bị đụng hàng đó. Điều thứ hai mọi người cần biết rằng là sự đa dạng về line mùi hương này nó khác với những cái sản phẩm ví dụ như của nhà Dolce & Gabbana The One hoặc là Dior Sauvage. Ví dụ như những cái sản phẩm của The One, mặc dù đã ra rất là nhiều phiên bản, ví dụ như là EDT, EDP, The One Grey, The One Intense vân vân, thế nhưng mà về cơ bản những cái tông mùi sản phẩm của Dolce & Gabbana The One nó vẫn na ná như nhau. Khi mà xịt chúng ta sẽ vẫn cảm thấy nó có một cái gì đấy nó gọi là dựa trên cái nền tảng có sẵn. Và đấy là một cái điều mình thấy khá là khó chịu, bởi vì nó giống như kiểu là họ cố làm ra thật nhiều những cái phiên bản flanker để mà moi tiền từ chúng ta, chứ họ không chú trọng đến cái việc mà tạo nên một cái mùi hương, một cái phiên bản flanker mới xuất sắc hơn so với phiên bản gốc. Đấy là cái điều mình khá là cảm thấy khó chịu. Hoặc là ví dụ như là Dior Sauvage cũng thế, ví dụ như EDT, EDP, phải là những người đã sử dụng một thời gian thì chúng ta mới có cảm giác rằng là có một cái sự khác biệt. Còn nếu như để mà miêu tả ví dụ nó sắc hơn hoặc là nó mềm hơn, nó ngọt hơn, đấy là một cái gì đấy nó hơi trừu tượng. Còn ở cái line Coq Lăng Lôm Idea này thì là một cái câu chuyện hoàn toàn khác, một cái sự phong phú về mùi hương. Cả ba chai nước hoa này mùi hương gần như là không có một cái sự liên quan gì đến nhau, hoặc thậm chí như phiên bản Sport hoặc phiên bản Extreme. Đấy là hai chai mà mình không sở hữu, mình không có những chai đấy, thì có thể nói rằng là sự phong phú về mùi hương của line nước hoa này là khá là thú vị. Do vậy nếu như chúng ta sở hữu line nước hoa này thì điều chúng ta cũng sẽ sở hữu rằng mỗi một chai nó sẽ có một cái tông mùi khác nhau và nó sẽ hợp với từng dịp mà chúng ta sẽ sử dụng hơn, nó thú vị hơn so với ví dụ như Dior Sauvage hoặc là The One, mùi nó cứ na ná như nhau, giống như kiểu anh em sinh đôi kiểu như thế, nó chỉ khác nhau không phải là quá là rõ nét. Và đấy điều thứ hai mọi người cần nên biết. Điều thứ ba mọi người cần nên biết rằng về cơ bản tông mùi của mấy chai nước hoa này là nó dành cho các anh em ít nhiều đã có cái sự trưởng thành. Nó không hợp cho những anh em tuổi teen hoặc là sinh viên, kiểu tuổi trẻ, tuổi hồng thơ ngây. Mấy chai nước hoa này nó về cơ bản mình cảm thấy là như thế. Do vậy nếu như các anh em nào sinh viên hoặc là chúng ta tuổi nó cũng giống như kiểu nó còn hơi teen quá kiểu như thế, và có ý định sở hữu một trong những chai nước hoa trong cái line này, thì mình cho rằng là chúng ta không hợp.
chúng ta nên cân nhắc kỹ trước khi mua nếu như có ý định hạ tiền mua cái line nước hoa này. Đấy là lời gợi ý của mình nhé. Còn tùy các anh em, chúng ta có thể muốn, nếu chúng ta vẫn muốn thì chúng ta vẫn có thể hạ tiền, không thành vấn đề. Điều thứ tư mọi người cần nên biết rằng line nước hoa này khá là khó mua ở thị trường Việt Nam. Bản thân mình thì mình không hề có hàng mấy chai nước hoa này đâu nhé. Cho nên mọi người đừng nghĩ rằng mình làm video này để mình hai sản phẩm để mà bán. Bản thân mình cũng không có. Và đây là một cái điều khá là đáng tiếc khi mà chúng ta không có được nhiều cơ hội để có thể sở hữu những cái sản phẩm rất là xuất sắc này. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng mọi cái trên đời đều có cái giá của nó. Nếu mà muốn chúng ta muốn sở hữu những cái mùi hương thơm rất là đặc biệt, rất là độc đáo, thì cái công sức của chúng ta bỏ ra để có thể đi tìm nguồn để có thể đặt hàng về, đấy là cái điều hết sức là bình thường. Đó, chúng ta bỏ công sức ra để mà sở hữu, đổ lại chúng ta sở hữu những cái mùi hương độc đáo thì cũng không có một cái gì đó là phải kêu ca, là phải phàn nàn cả. Nhưng điều thứ tư mọi người cần biết đó là khá là khó mua sẵn ở thị trường Việt Nam. Và điều cuối cùng, điều thứ năm, đó là nên mua chai nào nếu như chúng ta không có đủ tiềm lực tài chính để mua. Thì với cái cá nhân của mình, nếu mà được sắp xếp theo thứ tự thì chai nước hoa đầu tiên mọi người cần sở hữu đó là EDT. Đây là cái mùi hương có thể gọi là rất rất là thơm, thực sự là thơm, rất là xuất sắc. Trong mình cho rằng đây là cái mùi hương xuất sắc nhất trong cái line này, EDT, phiên bản EDT. Tiếp theo nữa, số 2 đó là EDP, mùi hương rất rất là nam tính, dành cho mùa lạnh. Mùa lạnh mà xịt chai này thì phê, thật sự là phê. Trời, nó hơi xe xe lạnh nữa, không còn gì để nói, thật sự không còn gì để nói. Và Colonial, mùi hương đến bây giờ mình có thể xếp nó một trong những chai nước hoa mùa hè xuất sắc, mình cho rằng là như thế. Còn phiên bản Sport thì thực tế là mình cảm thấy nó hơi đuối hơn so với mấy chai nước hoa mình vừa list ở trên. Còn phiên bản Extreme thì vừa mới ra, cho nên là mình xin phép mình không có ý kiến gì. Đó, thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em 5 điều mọi người cần nên biết nếu như chúng ta đang quyết định tìm mua Line Loam Idea của nhà Cộng Lọc. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video quan trọng, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.